Nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức toán học vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thường nhật, đồng thời thúc đẩy sự yêu thích môn toán cho học sinh, tổ toán trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực đã tổ chức hoạt động vận dụng toán học vào thực tiễn vào 7 giờ sáng ngày 29 tháng 5 năm 2022. Trong hoạt động này, các bạn học sinh lớp 12 thuộc khối khoa học tự nhiên sẽ tiến hành đo chiều cao cổng chào hồ Xoài chết thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn bằng cách áp dụng kiến thức về hàm số bậc 2. Sau đó, tính diện tích phần mặt phẳng được giới hạn bởi cổng chào và mặt đất bằng cách áp dụng kiến thức ứng dụng của tích phân. Các bạn học sinh 12 thuộc khối khoa học tự nhiên đã trình bày trực tiếp cách giải quyết vấn đề và kết quả tìm được tại cổng chào. Qua chấm chọn và thống nhất của các thầy cô trong tổ toán, giải nhất thuộc về lớp 12A2, giải nhì thuộc về các lớp 12A3, 12A4 và 12A5. Đây là một hoạt động thú vị giúp các bạn học sinh thấy và hiểu được tầm quan trọng của toán học trong việc giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Đồng thời, thông qua trải nghiệm lần này, còn giúp các bạn học sinh rèn luyện thêm kỹ năng sống và làm việc nhóm, học đi đôi với hành.